Xin kính chào khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Auto Việt Nam. Ngày hôm qua 27 tháng 10 năm 2021, chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Range Rover 2022 đã chính thức ra mắt toàn cầu thông qua hình thức trực tuyến. Sự kiện này đánh dấu một mốc son quan trọng nhằm thay đổi phong cách làm xe của thương hiệu đến từ Anh Quốc. Land Rover Việt Nam cho biết sẽ phân phối ở tại thị trường trong nước với tổng cộng là 4 phiên bản, trong đó có tới 3 phiên bản sử dụng động cơ lái điện. Điều này cho thấy các mẫu xe SUV cỡ lớn giờ đây cũng đang chuyển dịch sang sử dụng động cơ thân thiện với môi trường hơn so với thế hệ cũ. Với mức giá bán dự kiến lần lượt từ 10 tỷ 879 triệu đồng cho phiên bản SWB P360 Autography và 11 tỷ 699 triệu đồng cho phiên bản SWB P400 First Edition hay còn gọi là bản trục cơ sở ngắn, 11 tỷ 079 triệu đồng cho phiên bản LWB P630 Autography, 16 tỷ 199 triệu đồng cho phiên bản LWP P530 Autobiography hay còn gọi là phiên bản trục cơ sở dài. Range Rover thừa sức làm nhiều người yêu thích mẫu xe đến từ thương hiệu Anh Quốc tại Việt Nam thấp thỏm không yên khi tung ra một loạt các danh sách thay đổi đáng chú ý của mẫu xe này. Range Rover thế hệ thứ 5 được xây dựng trên nền tảng khung gầm MLA Flex. Chính vì vậy mà kích thước của xe lớn hơn một chút với thông số chiều dài tăng nhẹ từ 5.000 lên 5.052mm. Bản trục cơ sở kéo dài cộng thêm 200mm, chiều dài cơ sở tăng 75mm cho phép xe biến hóa đa dạng giữa các cấu hình 4, 5 và 7 chỗ ngồi. Range Rover 2022 vẫn được duy trì kiểu thiết kế Boxer đã trở thành thương hiệu và trường tồn đi kèm với mẫu xe này. Chỉ có điều trên phiên bản mới của mẫu xe SUV thương hiệu Anh Quốc đã có những sự tinh chỉnh nhẹ giúp cho xe có hơi hướng coupe hơn khi phần trần xe được làm cong xuống một chút. Tổng thể xe có thiết kế trông rất linh hoạt và liền mạch. Các đường nét này cũng giúp cho xe đạt được hệ số cản gió ấn tượng chỉ 0,30cd. Phần đầu xe vuông vắn, cụm đèn pha dạng LED hình chữ nhật, đặc trưng trông không quá khác biệt so với đời cũ. Điểm nổi bật mình cho rằng là nằm ở phần cản bật sốc phía trước với một hốc hút gió trải dài khắp chiều rộng, lưới tản nhiệt cũng được làm mới, nằm ẩn bên trong là hệ thống cảm biến đỗ xe và radar. Ở phía sau phần chi tiết đèn hậu LED được đặt dọc, nằm tràn sang hai bên, kết nối với đó là một miếng nhựa sơn đen bóng. Bên cạnh đó khúc hậu cũng được chia thành hai phần riêng biệt, mang nhiều đường nét thiết kế tinh xảo. Nội thất xe vẫn giữ phong cách riêng so với các đối thủ, Range Rover 2022 mang tới sự đẳng cấp cho người dùng khi xe được trang bị một phần màn hình trung tâm 13,1 inch sử dụng công nghệ PV Pro, nay được đặt nổi trên mặt táp lô, cụm đồng hồ táp lô 13,7 inch phía sau vô lăng, phần chi tiết vô lăng xe cũng được thiết kế lạ. Phía sau hàng ghế hành khách, xe được trang bị một phần màn hình giải trí riêng 11,4 inch. Bên trong cabin xe sử dụng một hệ thống âm thanh Marion Signature 35 loa 1600 W trên phiên bản Autobiography. Ngoài ra, trong xe còn gắn thêm một cặp loa 20 W ở 4 tựa đầu chính, tạo ra một hiệu ứng âm thanh đẳng cấp cho người sử dụng. Range Rover 2022 sử dụng hệ thống treo khí nén thích ứng 5 liên kết ở trục sau, kết hợp với định vị để điều chỉnh độ cứng mềm tùy thuộc vào điều kiện đường xá. Hệ thống treo này cũng kết hợp với kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống hỗ trợ lái để đảm bảo sự êm ái trên mọi mặt đường. Các thanh chống lật được chủ động điều khiển điện tử, giúp cho xe cân bằng hơn khi ôm của ở những tốc độ cao. Với cấu hình P360, P400, Range Rover được trang bị động cơ xăng tăng áp i6 3.0 lít cùng với motor điện mild hybrid, lần lượt cho thông số vận hành là 355 mã lực, 395 mã lực, trong khi đó mô men xoắn tương ứng là 500 và 550 Nm. Biến thể P530 sử dụng động cơ V8 4.4 tăng áp kép cho ra tổng công suất tối đa là 522 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 750 Nm, đi kèm với cụm hộp số 8 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong vòng 4,6 giây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.